Tờ tiền bí ẩn. Ở một khu phố nọ, ông Lê là người nhặt ve chai để kiếm sống qua ngày. Mỗi khi xế chiều, ông lại đi dọc các con phố để tìm kiếm những chai lọ và nhặt chúng về để bán lấy tiền. Hôm nay mình cũng kiếm được khá khá đấy chứ. Vậy là mấy năm qua mình cũng để được một món tiền rồi. Sau này có mất đi, mình cũng yên tâm nhắm mắt. Vì ít ra cũng có chút tiền tiết kiệm để lo ma chay, không phải phiền hà tới ai cả. Hình như có tiếng gì đó nhỉ? Trời ơi! Này, chàng trai, cậu bị sao thế? Ôi trời ơi, mùi rượu nồng nặc thế này. Này cậu, dậy đi. Trời ơi, sao người lại nóng rang thế này? Say rượu bình thường đâu có đến mức này chứ. Không được, nếu mình bỏ mặt không giúp, lỡ cậu ta có mệnh hệ gì thì sao? Chàng trai, đi nào, chúng ta cùng tới phòng khám gần nhất thôi. Tình hình có vẻ không ổn rồi. Có lẽ do uống quá nhiều rượu nên dạ dày của cậu ta có thể đã bị xuất huyết. Ở phòng khám của tôi không đủ trang thiết bị để điều trị. Tốt nhất ông nên đưa anh ta đến bệnh viện nhanh đi còn kịp. Đến bệnh viện ư? Nhưng viện phí có lẽ không thấp. Tôi e rằng... sao vậy? Ông đang có ý xem thường lão già này sao? Tôi cũng không đến nỗi phải đi ăn mày. Mạng người là quan trọng, không nhìn thấy thì không nói làm gì. Nhưng đã nhìn thấy rồi thì phải, tôi nhất định phải cứu. Ta không thể để cậu gặp bất trắc gì đâu, cậu yên tâm. Ông là người nhà của bệnh nhân à? Vâng, tôi là người nhà. Vậy phiền ông qua quầy dịch vụ đóng tiền tạm ứng vào viện cho bệnh nhân à? Tiền tạm ứng ư? Tầm khoảng bao nhiêu vậy cô? Trước mắt mỗi bệnh nhân vào viện phải đóng trước 10 triệu đồng đó. Hả? 10 triệu ư? Tôi chỉ còn 30 ngàn thôi. Vậy thì chúng tôi phải chờ ý kiến của... Thế thì muộn mất. Cô đợi tôi về nhà, tôi sẽ dốc hết tiền tiết kiệm của tôi để đóng viện phí. Chờ tôi một chút nha. Cứu người là quan trọng, tiền bạc có thể kiếm sao được mà. Tôi đóng viện phí cho chàng trai ban nãy nhập viện vì say rượu. Tiền của tôi mang tới đây rồi. Số tiền này của ông là 10 triệu 500 ngàn đồng. Đóng viện phí, ông còn thừa 500 ngàn. Tôi xin trả lại cho ông ạ. May quá, thế mà cũng đủ 10 triệu. Lại còn thừa hẳn 500 ngàn cơ đấy. Ít nhất thì mấy ngày nữa ta sẽ không bị đói. Ta còn khỏe, còn có thể đi lượm ve chai để kiếm sống được mà. Tôi cứ nghĩ ông ấy là người nhà của anh, ai ngờ chỉ là một người qua đường. Tốt thật đấy, dốc hết những đồng tiền mình tiết kiệm bấy lâu để cứu một người hoàn toàn xa lạ như anh. Cháu cảm giác khỏe hơn chưa? Bác tới rồi ạ. Cháu cũng thấy khỏe hơn nhiều rồi. Ấy, vẫn còn yếu. Cứ nằm đấy tĩnh dưỡng cho khỏe đi. Trên đường tới đây, bác đã mua ít phở cho cháu, ăn đi cho nóng. Bác thật tốt, nhờ có bác giúp đỡ. Nếu không cháu đã chết rồi. Bác có thể cho cháu xin địa chỉ liên lạc. Sau này ra viện, nhất định cháu sẽ tới báo đáp ân tình của bác. Cậu đang nhục mạ ta đấy à? Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng ta cứu người là vì tiền của cậu sao? Thôi, cậu ăn phở đi. Ta đi đây. Bác, kìa bác. Một thời gian sau. Trời hôm nay lạnh thật đấy. Sao chỗ này nhiều chai lọ vậy nhỉ? Trời thương ta rồi. Gì vậy? 200 ngàn. Ông trời lại thương ta nữa rồi. Sao ông may thật đấy. Dạo này sắt cũng tăng giá, chai lọ cũng tăng giá theo. Mà ngày nào ông cũng kiếm được một bao tải đầy thế này. Đây, của ông 350 ngàn. Sao nhiều vậy ông? Bình thường tường này chỉ được có 50 ngàn.
Thì tôi đã bảo giá cả sắt vụn đang tăng cơ mà. Ôi, số tôi thật may mắn mà. Cảm ơn nha. 2 năm sau. Ông ấy yếu quá rồi, không biết có trụ nổi hôm nay không. Ê, chúng ta đều là những người nghèo khổ, tiền ăn hàng ngày còn không có. Nếu ông ấy mất đi, biết lấy tiền đâu để lo ma chay trộm cất đây. Hai ông yên tâm, mọi chuyện hãy để cháu lo. Cậu là... Bác có nhận ra cháu không? Cậu chàng trai trẻ. Vâng, chính cháu. Chàng trai năm xưa đã được ông đưa tới bệnh viện kịp thời, người mà bác đã không ngần ngại cứu giúp bằng chính số tiền tích góp cả cuộc đời mình. Sao cậu lại có địa chỉ của tôi? Chẳng lẽ suốt 2 năm qua Chính là cậu? Cậu sao? Ngày trước khi cháu tỏ ý muốn trả ơn bác, nhưng bác đã không đồng ý. Cháu biết bác là người tự trọng, sẽ không sẵn sàng nhận tiền từ cháu. Vậy nên cháu đã cố ý đặt tiền ở những nơi bác đi qua và đưa thêm tiền cho chủ cửa hàng sắt vụn. Đó cũng coi như là một hình thức để cháu báo ơn cứu mạng của bác. Thì ra là vậy. Người tốt có phúc báo. Ông Lê không có con nối dõi, chính chàng trai trẻ ông cứu năm nào đã làm lễ an táng cho ông. Trên bia mộ anh còn khắc một câu: nghèo khó không nản chí, thiện tâm mãi trường tồn, người tốt có báo tốt, nguyện ông xuống suối vàng gặp được điều tốt. Con robot mơ ước. Thôi không chơi nữa, học bài đi Tâm. Để con chơi hết ván này đã. Tâm, không chơi nữa, đi học bài ngay cho mẹ. Lúc nào mẹ cũng bắt con học trong khi con chỉ thích chơi game, đọc truyện thôi. Tuổi con là tuổi ăn tuổi học, không phải ai cũng có điều kiện được đến trường đâu con. Chỉ có bọn mọt sách mới thích đi học thôi. Con làm xong bài tập, mẹ lại cho con chơi game nhé. Nếu em có một điều ước được trở thành hiện thực, em sẽ ước điều gì? Hãy tả lại câu chuyện đó. Là con duy nhất trong nhà, không có anh chị em nên rất buồn. Ước gì có một người bạn là người máy siêu nhân, luôn trò chuyện với em, chơi game cùng em, giúp em làm bài tập, giúp em chống lại kẻ xấu, và còn có thể đưa em đến mọi nơi em muốn. Thưa cậu chủ, Toby đã làm xong tất cả các bài tập toán, văn, anh, bài tập trong sách nâng cao có cần làm không cậu? Không, không. Tự nhiên thấy tôi giỏi quá, mọi người lại nghi ngờ thì chết. Ôi, cả lớp có mỗi mình Tâm được 10, siêu thế. Cảm ơn cậu nhé, Toby. Nhờ cậu mà mình được toàn điểm cao. Không có gì, miễn cậu vui là được. Nếu cậu tự mình làm bài mà đạt được điểm cao, lúc đó chắc cậu sẽ vui hơn nữa đấy. Không đâu, mình chưa bao giờ thích đi học cả. Mình chỉ thích chơi game và đọc truyện tranh thôi. Có một mối đe dọa đang ở gần cậu, hãy cẩn thận. Sao cậu không xin lỗi đi hả? Mình... Này thì không xin lỗi này. Cảm ơn cậu. Ở trường chẳng có gì vui, bài vở thì đã có cậu lo. Mình chẳng có việc gì ngoài chơi game với đọc truyện cả. Hay cậu cho mình đi chơi đâu cho đỡ chán đi, Toby. Được, cậu hãy nhắm mắt vào. Ôi, đây là đâu mà đẹp thế? Dưới suối kia có gì kìa, Toby? Chúng mình đang nhìn thấy vùng núi cao của đất nước Lào đấy. Để tới hạ thấp độ cao xem nào. Sao bố mẹ các bạn này đâu? Lại không đưa họ đến trường hả, Toby? Bố mẹ các bạn nhỏ còn bận làm nương rẫy. Nhiều bạn muốn đến trường nhưng không thể vì phải giúp bố mẹ việc nhà. Tớ cũng nghe nói là học sinh vùng cao rất khổ, nhưng đi học qua suối thế này thì cũng thích đấy chứ. Đấy là cậu chưa thấy hết thôi. Ôi mưa rồi, thích quá. Ôi, tiếng sét sợ quá. Các bạn ấy bị giật mình kìa, Toby. Ôi, đáng sợ quá. Còn có cả rắn nữa kìa.
Ôi, sao bao nhiêu nguy hiểm mà mãi vẫn chưa tới trường của các bạn ấy vậy Toby? Hành trình đến trường của các học sinh vùng cao rất gian nan, không như trẻ em thành phố các cậu đâu. Các bạn ấy còn phải thức dậy từ 3-4 giờ sáng, băng rừng lội suối mới tới được trường học. Ôi, ở dưới kia sinh động quá. Có phải hôm nay các bạn học sinh được cắm trại hả Toby? Không phải đâu, láng trại đơn sơ này chính là trường học của các bạn nhỏ vùng cao đấy. Thế này thì lớp dột mất Toby nhỉ? Đúng rồi. Tại sao trẻ em thành phố và miền núi lại có cuộc sống khác nhau vậy Toby? Không phải ai cũng được lựa chọn nơi mình sinh ra. Cái chúng ta có thể là lựa chọn cho mình cách sống thế nào. Tớ xấu lắm phải không Toby? Tớ thấy cậu cũng giống như những đứa trẻ khác thôi mà. Những thứ tớ đương nhiên có lại là niềm mơ ước của nhiều người, những người mà tớ lại thua kém họ ở sự nỗ lực. Cậu đã hiểu ra rồi còn gì? Tớ sẽ rất nhớ cậu đấy Toby. Cậu muốn chia tay với tớ sao? Cậu có muốn tớ làm điều gì cho cậu nữa không? Tâm, cậu đi đâu? Làm gì thế? Cậu giúp mình hạ những cái cây này nhé. Không thành vấn đề. Toby, bây giờ cậu xẻ cây lấy gỗ để dựng lại lớp học cho các bạn học sinh miền núi nhé. Đồng ý. Nhiệm vụ của chúng mình đến đây là hết rồi, Toby nhỉ? Con làm gì đấy Tâm? Con đang nghĩ về những thói xấu của mình đó mẹ. Thế con đã làm xong bài tập chưa? Con đang làm bài tập văn đây mẹ. Con phải chăm học vào, đừng chơi game, đọc truyện nhiều nhé. Vâng ạ. Toby, cảm ơn và tạm biệt cậu. Chuột con. Con trai, đến lúc con phải tự lập rồi. Mẹ chỉ có thể chuẩn bị cho con một ngôi nhà tử tế. Còn từ giờ, con phải tự lo toan cuộc sống của mình. Mẹ, con hiểu. Các anh chị con cũng vậy mà. Con chỉ hơi lo lắng. Đừng lo lắng quá. Con hãy chăm chỉ làm việc, để ý quan sát. Nhớ lời mẹ đã dạy các con là được rồi. Dạ vâng. Trời sáng rồi, đi tìm thức ăn thôi. Rắn, nhà mình ở ngay cạnh nhà rắn sao? Mẹ từng dạy mình, rắn rất đáng ghét. Ở gần nhà rắn như thế, mình mà làm gì mất lòng thì nguy to. À, đúng rồi. Chị rắn ơi. Là chuột hả? To gan đấy. Chuột mà dám vác mặt tới nhà rắn sao? Dạ, rất hân hạnh được làm hàng xóm với chị. Nhà em ở ngay bên kia. Dạ, có chút quà mọn biếu chị. À, ra là hàng xóm, cũng biết điều đấy. Vậy là xong, từ nay chịu khó cống nạp cho nó một ít thức ăn, chắc nó sẽ không đụng tới mình. Mình chỉ còn có nửa bắp, mà thôi không sao, đủ ăn trong ngày hôm nay. Bắp ngô của tôi. Anh Quả, sao lại lấy bắp ngô của tôi? Bắp ngô vất vả lắm tôi mới kiếm được. Trời ạ con, mới tới đây phải không? Sao không thèm chào hỏi ta lấy một tiếng, còn dám lớn tiếng? Ta đang dạy mi cách cư xử đây. Anh Quả, tại tôi không nhìn thấy tổ của anh nên... Này thấy rồi đấy thôi, chú em liệu mà cư xử. Ta mà ngứa mắt thì một đòn chú mày đi luôn. Chết thật, lão Quả kia trông hung dữ làm vậy. Mình sống cạnh nó, không lấy lòng nó chắc không yên thân được. Hay mình thôi không cống nạp cho mụ rắn nữa, dành phần đó cho lão Quả. Không được, bỗng dưng mụ rắn không thấy mình miếu xén nữa. Thế nào mụ ấy cũng biết mà sinh chuyện. Thôi đành cống nạp cho cả hai mới mong yên thân được.
hôm nay lại đói rồi. Mình kiếm thức ăn vất vả là vậy, nhưng ngày nào cũng phải cống nạp gần hết. Chẳng hôm nào được no, có hôm còn chẳng có gì vào bụng nữa. Chuột con, mẹ tới thăm con đi. Mẹ, con nhớ mẹ quá. Mẹ cũng rất nhớ con. Chuột con, sao con lại gầy đi nhiều thế này? Con không tự kiếm được thức ăn hay sao? Không mẹ ơi, chuyện là... Xem con kìa, làm được bao nhiêu dâng hết cho kẻ khác như thế thì làm sao sống nổi? Mẹ ơi, nhưng biết làm sao được, một con là rắn độc, một con là quả đen hung ác. Con mà không lấy lòng chúng nó tấn công con thì đến cái mạng con còn không giữ được ấy chứ. Nên con không còn cách nào khác. Ai bảo con là không còn cách nào khác, con phải sống thật mạnh mẽ. Tự bản thân phải bảo vệ lấy mình, không nên sợ hãi và cũng đừng trông chờ vào kẻ khác. Con cũng muốn vậy, nhưng sức con không đánh lại chúng được. Chúng ta không đánh được chúng, nhưng chúng ta có thể tự bảo vệ mình. Con không nhớ rằng, loài chuột chúng ta thường đào những đường hầm ngoằn ngoèo dưới lòng đất, thông với rất nhiều hang, để chúng ta có thể chạy trốn kẻ thù truy đuổi. Đúng rồi, lý thuyết về xây dựng đường hầm để trốn tránh kẻ thù. Con nhớ rồi, con sẽ đào hầm ngay mẹ ạ. À. Hoàn thành rồi, có hệ thống đường hầm này, mình không sợ ai truy đuổi nữa hết. Mẹ nói đúng, mình phải sống thật mạnh mẽ. Phải tự bảo vệ lấy mình, không cần sợ hãi. Cũng không thể trông chờ vào người khác được. Chuyện của Bo. Bo, mở cửa cho mẹ đi con. Con không muốn, con không muốn. Nó chẳng buồn nói chuyện với cả em nữa, cũng không thèm ăn tối, còn đuổi em ra khỏi phòng. Chết thật, thằng bé ốm cả tuần rồi, không hiểu thế nào nữa. Thằng bé mọi khi thông minh lanh lợi lắm, sao tự nhiên dạo gần đây chẳng buồn nói cười gì cả, cứ đầm đầm câu có. Anh ơi, em lo thằng Bo nó mà bị tự kỷ thì chết. Thôi nào, em đừng lo lắng quá. Có thể là do sự thay đổi tâm lý trong quá trình trẻ trưởng thành thôi. Liệu có phải vậy không anh? Em à, để mai vợ chồng mình thu xếp công việc, dừng mọi kế hoạch, ở nhà với con một vài hôm xem sao. Thằng bé ốm thế này, anh cũng không yên tâm. Vâng ạ. Bo ơi, ăn sáng đi con. Mì bò mẹ vừa nấu ngon lắm. Ăn xong, bố đánh xe đưa cả nhà ta đi lên khu trò chơi giải trí, rồi đi bơi nữa, được không con? Con ngoan, hay để mẹ bón vậy nhé. Con không thích mẹ bón. Thế để ba bón cho con. Ba cũng không. Bác Bảy bón, chỉ cần bác Bảy bón thôi. Bác Bảy đưa Bo đi chơi, không cần ba mẹ. Được, được. Bác Bảy đây, bác sẽ cho con ăn rồi đưa con đi chơi. Thằng bé lạ quá. Bác Bảy mai lại đưa Bo đi chơi nữa nhé. Con có thấy vui không? Vui. Thằng bé có vẻ đã vui hơn rồi. Chị Bảy đưa nó đi đâu chơi mà nó lại vui vẻ thế được nhỉ? Cả cái thành phố này có chỗ vui chơi, siêu thị nào mà nó chưa từng đến đâu cơ chứ. Đi nhanh thôi bác, không thì muộn mất. Đi thôi anh. Hả? Đây chẳng phải xóm lao động. Hình như có lần em nghe chị Bảy nói, chị ấy có người bà con sống trong này thì phải. Sao chị ấy lại đưa thằng Bo vào đây chơi được chứ? Em cứ bình tĩnh, để xem hai bác cháu nó đi đâu. Con mời bác ạ. Tốn, mình đến rồi này. Bo, tới rồi à. Con chào dì Bảy ạ. Chào con. Thằng bé sao lại quen với cái hội trẻ con ở đây được chứ?
toàn những đứa trẻ lao động đen đúa bẩn thỉu. Lạ thật, nó lại còn có vẻ rất hào hứng nữa. Con mời chú ạ. Chà, bà chủ quán có hai thằng con ngoan ngoãn, biết việc quá nhỉ. Hai thằng chúng hợp nhau lắm, cứ nói chuyện liên hồi không biết chán à. Cậu mệt không? Không, mình thấy thích lắm. Giá mà mình được như cậu, được sống ở đây, có bao nhiêu bạn bè, hàng xóm. Ở nhà mình buồn lắm, chẳng có ai ngoài mình với bác Bảy đâu. Ba mẹ mình đi làm suốt, cậu sướng thật đấy. Ừ, tiếc là cậu chỉ được ở đây một tiếng là lại phải về. Ôi, tất cả chỉ tại chúng ta thôi. Hoa cẩm chướng. Chuyện kể rằng, ngày xưa, ở vùng cao nguyên thượng nguồn hẻo lánh, có một cung điện của công chúa tên là Cẩm Chướng. Sở dĩ vua cha đưa nàng đến nơi hẻo lánh này là vì lời tiên đoán của một lão ông rằng về sau nàng sẽ phải chịu nhiều bất hạnh. Không muốn con như vậy nên vua cha mới đưa nàng tới chốn đèo heo khuất gió để tránh hung tà. Nàng có vẻ đẹp tuyệt trần với mái tóc dài đen ống ả, làn da trắng hồng mịn màng như bông, đôi môi đỏ thắm căng mọng và đôi mắt ướt long lanh trông như những giọt sương sớm. Cẩm Chướng đẹp nổi tiếng khắp nơi, nhưng trên khuôn mặt của nàng luôn thoáng vẻ u buồn. Nàng Cẩm Chướng không chỉ xinh đẹp mà còn hát rất hay. Mỗi khi giọng hát của nàng cất lên đều hòa với hợp âm của những chú chim non hót véo von vang vọng khắp núi rừng. Rồi tiếng đồn xa gần về sắc đẹp và giọng hát của nàng cũng lan nhanh. Bao nhiêu chàng trai đến xin hỏi cưới nàng, nhưng vua cha một mực từ chối. Thâm tâm vẫn để ý tìm một phò mã thật xứng danh. Nhưng rồi bỗng một ngày kia, nàng Cẩm Chướng lâm bạo bệnh. Ta lấy làm rất cảm kích trước tấm thiện tâm của các ngươi, nhưng ta chưa thể gả con gái cho ai được. Các ngươi hãy về đi, khi nào có ý gả con gái ta sẽ báo tin cho các ngươi. Thưa đức vua, thần không có cách nào cứu được. Phải có cách gì cứu công chúa của ta chứ? Ngươi là thầy thuốc giỏi nhất cơ mà. Thưa đức vua, thần còn một cách duy nhất. Nhưng gì? Nói mau đi. Dạ thưa, sư phụ của thần từng truyền dạy, có một loài hoa quý màu trắng mọc tận trên đỉnh núi cao phía tây, giữa hai bờ vực thẳm và một ngọn thác, có thể cứu chữa được bệnh tình của công chúa. Có điều sao? Dạ có điều, chưa từng có ai có thể lên được đến đỉnh núi đó hết. Hầu như ai cũng chỉ đi được nửa đường, hoặc bỏ về, hoặc bỏ mạng. Ta phải làm mọi cách để cứu con ta. Bày đâu, mau truyền lệnh, hễ ai kiếm được loài hoa trắng mọc trên đỉnh núi phía tây về cho công chúa Cẩm Chướng chữa bệnh, ta nhất định sẽ cho cưới công chúa và truyền ngôi cho. Sau khi được tin đức vua truyền lệnh, bao nhiêu chàng trai đua nhau vào rừng tìm kiếm loài hoa màu trắng hồng cưới được nàng công chúa và được truyền lại ngôi vua, nhưng đều thất vọng. Trong khi đó, sức khỏe của nàng Cẩm Chướng đang yếu dần. Thưa đức vua, bên ngoài có một tiều phu trẻ nghèo nàn rách rưới, xin được vào ý kiến. Anh ta nói rằng muốn dâng người bông hoa màu trắng. Không cần biết hắn là ai, mau truyền hắn vào đi. Dạ thưa đức vua, thần là kẻ tiều phu sống bằng nghề đúng củi ở trên núi. Nay hay tin công chúa bị bạo bệnh và cần có bông hoa trắng ở đỉnh núi phía tây mới chữa khỏi bệnh, nên thần đã tìm cách hái bằng được dâng người ạ. Người đã vì sức khỏe của công chúa mà không quản đến tính mạng, ta lấy làm cảm kích lắm. Công chúa khỏe lại, nhất định ta sẽ gả cho ngươi. Thần chỉ mong công chúa khỏe lại thôi ạ. Chàng tiều phu trẻ nghèo nàn rách rưới đã mang được đóa hoa màu trắng đến bên công chúa. Được hít thở loài hoa đặc biệt, sức khỏe của nàng Cẩm Chướng dần dần hồi phục. Cấp báo! Thưa đức vua, giặc ngoại xâm đã tiến vào bờ cõi nước ta rồi. Lễ cưới giữa nàng công chúa Cẩm Chướng và chàng trai tiều phu nghèo được cử hành chưa được bao lâu thì tai biến xảy đến cho đất nước.
tuân lệnh vua cha, chàng phò mã trẻ cầm quân, tạm chia tay với vợ, đà sa trường dẹp giặc ngoại xâm. Nàng ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nếu nhớ ta, nàng hãy cứ hát lên, gió sẽ đưa tiếng hát của nàng đến với ta, coi như đó là lời trò chuyện của chúng ta. Còn ta sẽ gửi lũ chim báo tin về cho nàng. Ngày ngày nàng ra nơi đầu núi cất tiếng hát, nhờ gió và chim muông gửi lời yêu thương đến chồng nàng nơi xa trường. Nhưng rồi một hôm nàng bặt tin chồng, những cánh chim bay đi rồi trở về không. Cho đến một ngày, cẩm chướng chờ mãi chẳng thấy tin chồng đâu. Bỗng con chim vẫn hay đưa tin cho nàng trở về không, đập cánh loạn xạ kêu lên thảm thiết. Chim ơi, có điều gì sao? Chiếc lá chàng gửi tin cho ta đâu? Có lẽ nào chàng ơi. Chàng ơi. Những giọt nước mắt nàng đã rơi xuống một lần cuối cùng, đó là những giọt nước mắt đau khổ và tuyệt vọng. Nàng cẩm chướng đã tung mình theo dòng thác, rồi mất tích giữa dòng nước ồ ạt từ chỗ chân nàng đứng, theo những giọt nước mắt rơi xuống. Người ta về sau tìm thấy một loài hoa mới, có dáng dấp y hệt đóa hoa trắng của chàng tiều phu đem về. Chỉ khác là nó có màu đỏ thắm, đóa hoa nở cạnh dòng thác, êm đềm, dịu dàng nhưng vẫn kiêu sa và vững vàng giữa trời gió cao nguyên. Từ đó, hoa mang tên cẩm chướng để tưởng nhớ đến nàng công chúa chung thủy chờ chồng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!